nữ sở chim mơ Bình Dương chốt ngày đến nhà gặp, Vi Oanh vỗ mặt, sắm chổi quét rác. Vi Oanh đã thẳng thắn đáp trả khi nữ sở chim mơ tuyên bố muốn đến nhà cô để nói chuyện cho ra lẽ. Sáng nay, ngày 11 tháng 11, nữ sở chim mơ Bình Dương đăng đàn thông báo về buổi gặp mặt Vi Oanh sau nhiều ngày vướng lùm xùm với đàn em. Vị đại gia này chốt hẹn gặp Vi Oanh vào thứ 4, ngày 17 tháng 11. Bà viết, quý vị yên tâm, tôi sẽ báo đầy đủ cho công an khu vực ở tất cả những nơi tôi đến nhé quý vị. Sau thông báo của nữ sở chim mơ Bình Dương trên trang cá nhân, Vi Oanh cũng có động thái phản hồi nhanh chóng. Nữ ca sĩ tuyên bố không tiếp nữ đại gia nhưng sẽ livestream nếu đối phương dám mò đến nhà mình. Cô viết, haha để tớ sắm vài cái chổi để quét rác nhá. Có gì để em sẽ livestream cho mọi người toàn cảnh giác có chân biết mò đến cửa nhà em nhé. Tất nhiên là em không cho vào bẩn nhà rồi. Nếu có đến em mới like được nha. Chưa biết cuộc chạm trán giữa bộ đôi oan gia ngõ hẹp này có diễn ra hay không nhưng nhiều cư dân mạng đang vô cùng hào hứng chờ ngày cả hai gặp mặt. Thời gian qua, lùm xùm nữ sở chim mơ Bình Dương và Vi Oanh đã phủ sóng mạng xã hội. Nữ ca sĩ cho rằng bản thân bị nữ đại gia vu khống đẻ thuê, làm gái, giật chồng. Nên ngày 25 tháng 10, Vi Oanh nộp đơn yêu cầu khởi tố vụ án liên quan tới nữ sở chim mơ. Sau đó, đối phương cũng tố ngược giọng ca Đồng Xanh là phá hoại quỹ từ thiện của mình khiến nhiều người chịu khổ.